Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Sống Khỏe, Sống Tốt. Kính thưa quý vị, có những cái chết đến bất thình lình trong giấc ngủ mà bản thân nạn nhân thì cũng không hề biết do các triệu chứng đến quá nhanh. Trong cuộc sống hàng ngày, chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã gặp những trường hợp một số người còn trẻ, khỏe mạnh, bình thường, tuy nhiên thì lại đột ngột chết sau một giấc ngủ. Và dân gian thì thường gọi những trường hợp này là tử vong do trúng gió hay đột tử. Còn theo y học thì nguyên nhân nào dẫn đến cái chết bất ngờ này? Sau đây mời quý vị hãy cùng xem video để hiểu rõ hơn về điều này quý vị nhé. Chỉ mặt 8 nguyên nhân dẫn đến đột tử ngay khi đang ngủ. Thứ nhất, nhồi máu cơ tim quá phụ. Đúng như tên gọi của nó, nhồi máu cơ tim quá phụ nằm trong nhóm bệnh tim nguy hiểm nhất và có khả năng gây chết người rất cao. Căn bệnh làm nghẽn mạch máu nghiêm trọng, dẫn tới các tổn thương ở vùng cơ tim. Khi cơ tim bị tàn phá nặng nề và không thể bơm máu, bệnh nhân sẽ tử vong. Thứ hai, phình động mạch não. Phình động mạch não là một tổn thương trong thành mạch máu ở não. Chỗ phình như một quả bóng mỏng chứa máu. Tuy nhiên, theo thời gian, khi máu được bơm qua động mạch, chỗ phình có thể bị vỡ. Khi động mạch bị vỡ, máu chảy chỉ vài giây cũng gây ảnh hưởng các tế bào não và có thể làm tăng áp lực nội sọ. Nếu áp lực tăng quá nhanh, có thể dẫn đến tử vong. Thứ ba, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn là một chứng rối loạn giấc ngủ. Nguyên nhân do đường dẫn khí bị tắc nghẽn. Sự tắc nghẽn này thường do cơ cổ họng bị giãn, vỏ miệng mềm, lưỡi gà, amidan và lưỡi tụt xuống, gây tắc nghẽn đường thở. Đây chính là kẻ giết người thầm lặng mà không phải ai cũng biết. Quá trình dẫn đến cái chết do ngưng thở khi ngủ là người mắc rối loạn này bị đột ngột giảm oxy. Nếu những người này đã có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim thì hội chứng ngưng thở khi ngủ càng nguy hiểm. Ngủ ngáy là một trong những biểu hiện của chứng ngưng thở khi ngủ. Đây là một tình trạng bệnh lý chứ không phải khỏe mạnh như ngáy vang như sấm rền. Y học đã chứng minh chứng ngưng thở khi ngủ làm tăng tỷ lệ béo phì, cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành tim. Vì vậy, nếu có người nhà ngáy nhiều, chúng ta nên đi khám bệnh để xác định xem có bị chứng ngưng thở khi ngủ hay không. Thứ tư, hít phải khí CO. Carbon monoxide hay CO là loại khí không màu, không mùi, có thể gây tử vong nếu phổi hít phải quá nhiều. Loại khí này có thể có từ khí thải xe hơi, than cháy, lò nướng, lò sưởi. Điều đáng nói là không phát hiện được CO trong không khí, trừ khi dùng máy dò. Khi hít vào trong phổi, nếu tỉnh táo, nạn nhân có thể có dấu hiệu chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu. Nhưng nếu hít phải khí CO khi ngủ, thì người đó không nhận thấy các dấu hiệu trên, nên có thể chết trong khi ngủ do loại khí này khiến cho cơ thể bị ngạt. Thứ năm, chết đuối trên cạn. Mọi người đều biết đến chết đuối dưới nước, tuy nhiên thì còn có một thuật ngữ khác là chết đuối trên cạn. Đây là một dạng chết đuối nguy hiểm xảy ra sau khi nạn nhân đã rời khỏi môi trường nước. Nguyên nhân do nạn nhân đã hít phải nước vào phổi có thể chỉ là một hoặc hai giọt. Ban đầu có thể xuất hiện các triệu chứng nhẹ nhưng nhiều người không để ý. Trong một số trường hợp, những biểu hiện ở hệ hô hấp không xuất hiện kéo dài nhiều tiếng đồng hồ hoặc vài ngày. Nước nằm trong phổi gây phù phổi, tổn thương dẫn đến khó thở, suy hô hấp. Nếu nạn nhân ngủ mà có các triệu chứng này nhưng không được phát hiện, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thứ sáu, hội chứng đột tử về đêm không giải thích được. Hội chứng đột tử về đêm không giải thích được lần đầu tiên được báo cáo hồi năm 1917. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này chưa rõ ràng. Về cơ bản, nó khiến cho những người trẻ khỏe mạnh tử vong trong giấc ngủ mà không có lý do gì. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa chắc chắn nguyên nhân nào mà hội chứng này khiến nạn nhân mắc phải bị tử vong. Nhưng một số nhận định đưa ra có thể do vấn đề kênh ion ở tim hoặc dung nhĩ gây rối loạn nhịp tim. Thứ bảy, ngưng tim đột ngột. Ngưng tim đột ngột hay còn gọi là SCA có thể xảy ra khi nút xoang bị suy yếu hay nói cách khác là hệ thống điện tim gặp vấn đề. Khi bị ngưng tim đột ngột, một số trường hợp tử vong ngay trong vài phút sau khi xảy ra.
Khi ngưng tim đột ngột sẽ khiến lưu lượng máu đến não giảm, dẫn đến tử vong. Điều đáng sợ là ngưng tim đột ngột có thể xảy ra khi ngủ, nhưng một nửa trường hợp mắc phải không có triệu chứng gì. Thứ 8. Enterovirus D68. Đây là một loại virus được tìm thấy đầu tiên vào năm 1982. Năm 2014, nhiều trường hợp nhiễm virus này. Điều đáng sợ là virus này gây triệu chứng bệnh hô hấp nhẹ đến nặng, thậm chí có khi không xuất hiện triệu chứng gì. Virus này có thể gây vấn đề hô hấp nghiêm trọng với tiếng thở khò khè. Ngoài ra, nó cũng gây yếu cơ và viêm liệt tủy sống. Các triệu chứng này là nguy hiểm, khiến cho người bệnh có thể tử vong khi đang ngủ. Vậy thì ai là người dễ bị đột tử nhất? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có hai kiểu người dễ bị đột tử, đó là: thứ nhất, những người thường xuyên có áp lực lớn, tinh thần căng thẳng. Tốc độ sống của con người hiện nay ngày càng nhanh. Con người mỗi ngày phải phiền não bởi rất nhiều loại việc khác nhau, khiến áp lực tăng cao. Do đó, không ít người mắc chứng lo âu, cảm xúc rất dễ bị kích động. Những yếu tố tâm lý không tốt này có thể gây ra tổn thương lớn cho cơ thể. Ví dụ, gây rối loạn nội tiết, tăng huyết áp. Một số người vì áp lực quá lớn dẫn đến mắc bệnh tim mạch. Thời gian dài tích tụ áp lực có thể gây ra cái chết đột ngột. Thứ hai, những người thường xuyên thức khuya, ngủ muộn. Rất nhiều người làm thêm việc đến nửa đêm. Cũng có nhiều người trẻ chơi game, xem phim, thâu đêm suốt sáng. Thời gian dài thức đêm sẽ gây hại cho sức khỏe con người và nguyên nhân căn bản dẫn đến các loại bệnh nguy hiểm, trong đó có đột tử. Bởi vì vào ban đêm, dưới ảnh hưởng của ánh đèn, melatonin, một hormone có trách nhiệm duy trì nhịp sinh học của cơ thể, liên tục suy giảm, và adrenaline tăng vọt, biểu hiện khi cơ thể căng thẳng, khiến áp lực tim tăng lên, cuối cùng gây ra cái chết đột ngột. Đột tử đáng sợ là vậy, nhưng cũng có thể phòng tránh được nếu chúng ta đi khám bệnh thường xuyên, có chế độ tập luyện phòng ngừa cũng như dùng thuốc thích hợp. Nên tuân thủ điều trị của bác sĩ, nhất là những bệnh mãn tính như cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và tái khám đúng định kỳ. Ngoài ra, chúng ta phải bỏ thuốc lá, bớt uống rượu bia, tập thể dục đều đặn, không để thừa cân béo phì. Ăn nhiều rau xanh và trái cây sẽ tránh được các bệnh về tiêu hóa, cũng rất tốt cho sức khỏe. Và quan trọng nhất, hãy hài lòng với những gì mình đang có, đừng bắt cơ thể phải thế này, phải thế kia quá nhiều. Đó là một trong những cách giảm stress hiệu quả. Không thức quá khuya, hạn chế làm việc ca kíp, ngủ đủ giấc ít nhất là 6 giờ một ngày, nên có một lần khám sức khỏe tổng quát nếu đã trên 30 tuổi. Sau đó thì định kỳ kiểm tra 1 đến 2 năm một lần. Thank you.